Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Minh Sang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đây quý vị ơi. Đó, để đặt kẹo ở trên này ha. Giá nhỏ nhỏ quý vị ghi sẵn nè, giá dễ chơi ha. Chào giá. Dạ chào anh. Chào anh Tấn, chào cô chú đam mê mai vàng. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng nha cô chú, giao lưu cùng cô chú một lô mai phôi dảo Thủ Đức mặt bông 5 tới 12 cánh nha cô chú. Hình thức của em đó giờ cũng là bao sóng bao ship nha cô chú. Điện thoại của em là 0355 144530 cũng là số Zalo của em nha. Rồi em nay em lên cặp nha cô chú. Rồi lên cặp mã số 1 của cô chú ơi. Chiều cao 35. Một cây là hoành thân 17. Cũ nó là 27. Một cây là hoành thân này 19. Cái cũ là 30. Đó, cặp này rất duyên dáng, rất đẹp nha cô chú. Hai cây đều có cũ hết ráo nha cô chú ơi. Cái cũ đế của gì? Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, cặp số 1 này em giao lưu giá 600 anh. Rồi, 600. Hai cây 600 bao sóng bao ship tới nhà cô chú luôn. Rồi. Rồi em lên cặp số 2. Số 2. À, giá bao mềm cho quý vị luôn. Chiều cao là 45. Nói đại khái đi. Một cây là hoành thân 18. Cây 18, một cây 16. Rồi, em 16 quanh, em 18 quanh. Đế cũng đều bính bạc nha cô chú. Trong quá trình xem ưng hợp nhãn được cặp nào alo nha cô chú. Có alo có chốt nha cô chú. Đế cũng đều quá nè. Rồi, vô luôn nhiêu đêm? Rồi, cặp mã số 2 này em vô luôn giá 500 anh. 500. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên cặp mã số 3. Cái mềm dễ chơi luôn. Đây, hai cây bự nha con chú. Mình to giá nhỏ luôn cô chú ơi. Đây con đặt hết trơn nè. Chiều cao 60. Hoành thân này, cây này là 21. Cây này là 20. Đó. Này cái bệ đế nè ha. Đó. Và xa cái bệ đế ha. Mình một cây 21, cây 20 hoành thân nha cô chú. Rồi, vô luôn nhiêu đêm? Rồi, cặp mã số 3 này em vô luôn với 650 vậy anh. 650. Rồi, quỳnh to giá nhỏ luôn cô chú ơi. Đó, cô chú nào có lấy hết lô cho em để giá sỉ luôn, giá sinh viên luôn. Giá lẻ mà còn mềm vậy à. Giá sỉ nhưng nó mềm hơn nữa. Rồi, cặp số 4 rồi cô chú ơi. Chiều cao 50. Một cây hoành thân là 17. Em kia bự. Một cây 17, một cây 21. 21 luôn. Có cái bề. Cái này đặc. Cây này có củ là 29 luôn cô chú ơi. À, bề đặc. Đó. 29 ha. Vàng ôm luôn cô chú ơi. Cây nó đâm chồi tuột khỏe rồi. Này khỏi bảo hành cây sống luôn. Ra thực phạt phà ha. Ừ. Rồi, vô luôn nhiêu đêm? Rồi, cặp mã số 4 này em vô rồi chứ có 450 à anh. 450 à. Rồi. Cây nhanh chọn lẻ nha cô chú. Rồi em lên cặp số 5. Nội cây bên bự bự kia nó cũng đủ cả 450 ha. Con cây cũng đủ giá tiền rồi ha. Đủ tiền rồi. Chiều cao 40, tại này còn ít xả rẻ luôn cô chú ơi. Một cây bình thân 16. Một cây mà 14. Rồi. À. Rồi xuống đế luôn. Rồi vô luôn nhiêu đêm? Rồi cặp máy số 5 này em vô giá 400 mà anh. 400 2 cây. Rồi em lên mã cặp số 6. Đây, cây bự một cây bé. Chiều cao đó là 29. Một cây là hoành thân 13. Cây này là cái cũ nó 21. Còn cái này hoành thân nó 22. Rồi. Đó. Chị không nghe kỳ đế nha. Nè. Cái này đế bự, cây bự đế đều bích bà bầu luôn cô chú ơi. Nay còn ít xả rẻ cô chú luôn cho cô về chơi các kép luôn. Rồi, vô luôn nhiêu đêm? Rồi, cặp mã số 6 này em vô luôn giá 500 mà anh. 500. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên mã cặp số 7. 7 lên luôn. Đây. Đây nè. Chiều cao là 40. Hoành thân nó là 16. Rồi. Một cây 16. Một cây 13. Nôm.
Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, vô luôn nhiêu đây em? Rồi, cặp mã số 7 này em vô luôn giá 350 hả anh? Rồi, 350. À. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên mã cặp số 8. Đây, hai cây rất luôn, cây cặp này đẹp nha cô chú. Chiều cao nó là 30. Hoành thân nó là một cây 15. Một cây 16. Này sổ nôm nó là 2 tấc rưỡi luôn. Một cây sổ nôm 2 tấc rưỡi luôn cô chú ơi. Khối đế luôn. Rồi, để đây rồi quý vị. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Rồi, cặp mã số 8 này em vô luôn cho 500 mà anh. 500 ha. Hai cây đẹp luôn cô chú ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên mã cặp số 9. 9. Đây. Chiều cao nó là 25. Một cây hoành thân 16. Một cây là 14. 14, 16. 16 luôn. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, vô luôn như đây em. Rồi, cặp mã số 9 này em vô luôn giá 400 anh. Rồi, xuống cây luôn. Cây 400 bao xong bao ship tới nhà, tận nhà tận nổ chú luôn. Rồi, quá rẻ luôn. Lên cặp mini luôn, một xe để bàn luôn. Mã số 10 ha. Số 10, chiều cao 25. Hoành thân là 12. Rồi, 11, 12 luôn cô chú ơi. Rồi. Này, duyên dáng, một xe nha cô chú. Đẹp. Cái này để nè. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Rồi, cặp máy số 10 này em giao luôn giá 350 vậy anh. Rồi, 350, hai cây đẹp luôn. Giá mềm xèo như cái bánh xèo luôn cô chú. Rồi, lên mã 11. Đây, này cũng hai cây một cam bonsai luôn. Chiều cao đó là 10. Một cây hoành thân 12. Rồi, cây 12, cây 11 luôn cô chú ơi. À, này vô gì vậy, dĩa không xài, vậy. Chơi bonsai rinh tới lui ha. Ghép hai bo này nhiều chứ. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, cặp mã 11 này em giao lưu giá 200 anh. Rồi, 200 ha. Rồi, xuống cây luôn. Cảm ơn cặp 12. Rồi, mã số 12. Đẹp luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Rồi, cặp 12 luôn cô chú ơi. Chiều cao 20. Hoành thân 10. 11. Rồi. Cái 10, cái 11 luôn cô chú ơi. À. Xinh xinh. Nhỏ xinh xinh luôn cô chú. Rồi, để đây quý vị. Rồi, vô luôn như đây. Rồi, cặp mã 12 này em vô lấy 250 vậy anh. Rồi, 250. 250, hai cây đẹp luôn cô chú ơi. Xuống cây luôn. Rồi, em lên mã cặp 13. Đây, 13. Em gì để nơm. Vì ghép bộ vô chơi chút. Chiều cao là 15. Hoành thân nó là 14. Một cây 14. Một cây 12. Rồi. Số nôm này hàng cây 2 tấc rưỡi. Rồi, hai cây 2 tấc rưỡi luôn chú ơi. Đều hết. À, em chân mỹ nữ chân dài luôn. Rồi, sẽ xây luôn. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Rồi, cặp 13 này em vô giá 400 anh. 400 ha. Rồi. Hai cây em chân dài, mỹ nữ chân dài luôn. Rồi, em lên cặp 14. Đây. Khối đế luôn con chú ơi. Chiều cao nó là 30. Rồi. Một cây nó hoành thân nó 13. Cây 13, một cây 14. À. Khối đế luôn con chú ơi. Đế luôn. Rồi, vô luôn như đây. Rồi, cặp số 14 này em vô giá 350 vậy anh. 350, hai cây luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên cặp 15. Rồi, 15. Lên luôn. Chiều cao nó là 15. Hoành thân là 13. Một cây 13. Rồi, một cây 13, cây 14 luôn chú. Rồi, ơi. 13, hoành, 14, hoành. Số nôm. Số nôm nó 2 tấc 2 luôn chú. Này về ghép bo vô chơi cô chú. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Rồi, mã cặp 15 này em vô giá 350 vậy anh. Rồi, 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên. Cặp 16. Đây. Quái quái, độc lạ.
chiều cao 25, cây hoành thân 13, rồi hai cây 13 luôn cô chú ơi. Quái gì trang cái súng à, để luôn cái nào cũng có cái củ tròn tròn ở trên này ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Rồi cặp 16 này em giao lưu giá 250 vậy anh. Rồi 250, rồi xuống cây luôn. Rồi em lên cặp 17. Đây em mở đây. To đây. Lùng lực ha, có củ đế ha. Chiều cao là 19. Một cây hoành thân 19 luôn. Cái này cây này cái cũ nó là 27. Con này hoành thân nó là 20. Cũ nè. 20 đo cái cũ này. Đó, ôm nghe. Rồi em đo từ heo luôn, cũ là 36 luôn. Đây mình thấy được cái cũ nữa nè. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Rồi cặp 17 này em vô giá 500 mà anh. Rồi 500. Quỳnh to giá nhỏ luôn cô chú ơi. Cây 500 luôn. Rồi em lên cặp 18. 18. Đây, em siêu. Chiều cao là 30. Một cây hoành thân 16. Rồi 11, cây 11, cây 16 luôn cô chú ơi. Để yên ngờ quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Rồi, cặp 18 này em vô giá 350 hả? 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên cặp 19. 19 đây. Đây. Chiều cao 30. Hoành thân là 18. 16, cây 18, cây 16 luôn chú ơi. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, cặp 19 này em vô giá 450 hả anh? 450. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên cặp 20. Đây, em gì vậy? Dáng đẹp nha cô chú. Chiều cao nó là 30. Một cây nó là hoành thân 13. Cây 13, một cây 15. Rồi. Cây đi quái đây. Đây, em này đây ha. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Rồi, cặp 20 này em vô đó 500 anh. 500. Rồi, xuống cây luôn. Chạy cây 250, bao ship, bao sống tới nhà của chú luôn. Rồi, em lên cặp 21. Rồi, 21. Lùng lực luôn cô chú ơi. Chiều cao nó là 15. Một cây hoành thân 14. Một cây là 16. 16 hoành, 14 hoành. Như vậy ghép bo vô chơi cô chú ơi. Rồi, mình vô luôn nhiêu đem? Rồi, cặp mã 21 này em vô giá 350 vậy anh. Rồi, 350, 2 cây. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em lên cặp 22. 22. Đây. Đây. Chiều cao nó là 25. Hoành thân nó là 16. Một cây 16. Một cây là 19. Nó để nó cũng nà ná nè. Nhưng em thì nó cuốn qua bên trái, em cuốn bên phải nè. Cặp đó cô chú ơi. Hai cây ha, giao lưu nha em. Rồi cặp mã 22 này em vô với 500 anh. 500. Đó, hai cây vậy cái 500 ship tới nhà rồi ha. Này giờ không bỏ. Dạ lời muốn nấu gì không cha? Còn anh. Có còn hả? Dạ dạ. Còn lắm lên cặp 23 cô chú ơi. Rồi, còn ngoài ngày kia còn ngoài kia mình không thấy nhưng mà gì tưởng đâu. Đây. Cặp 23. Đây, 23. Chiều cao 20. Hoành thân 14. Rồi. Hoành thân 12. Rồi. Để luôn.
Rồi, vô luôn nhiêu đây em? Rồi, cặp 23 này em vô giá 350 vậy anh. 350 ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên cặp 24. 24 luôn. Đây. À, còn ở ngoài kia ha. Rồi, nãy anh cứ ngỡ là hết đây. Không ha. Vẫn còn cái gì? Cặp 24. Chiều cao 40. Một cây hoành thân 18. Một cây là 21. Rồi. Đây nó có vết lũa ở đây, em xử lý keo nó cứng ngắt rồi, cô chú khỏi yên tâm nha, khỏi sợ ha. Đó. Cô chú có sao cây sao nó vậy nha cô chú. Gỗ nó không có bị mục ha. Nó bị tróc cái lớp da đó đó. Ừ, lớp da. Lớp da này cũng hơi bị dài dài. Rồi để đây. Nặng đều quá nè. Rồi, vô luôn nhiêu đây em? Rồi cặp mã 24 này em vô giá 450 vậy anh. 450 hai cây. Đây, xuống cây luôn. Rồi em lên mã số 25 là một cây. Rồi, chúng ta cú clip. Em này mới cú clip đây. Đó. Chiều cao là 40. Có cái cũ dưới ha. Hoành thân nó là 21. Có cái cũ ở dưới. Cái cũ nó là 35. Cũ 35 luôn. Hoành để đều bít mặt luôn cô chú ơi. Tay cành thì có nè. Cây nó đâm tược khỏe, nhìn sức sống luôn nha cô chú. Về cái chú tháo bầu ra là trồng liền à. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã số 25, mã số cú clip của em là giao lưu 450 vậy anh. Rồi, cú clip con cũng cảm ơn cô chú thời gian qua đó ủng hộ giúp con. Con mong sao mà clip này cô chú cũng ủng hộ giúp con nha. Có cô chú thích cái cây nào thì alo con ha. Có alo, có chốt nha cô chú. Rồi, cảm ơn cô chú rất nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.